Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay quay giao lưu với anh em lũ phôi Hà Châu anh em ơi. Hôm nay má anh em đi được mớ anh em à, toàn bộ Hà Châu đã nhỏ hết nha. Em quay từng cây cho anh em coi nha, giá nào cũng có, toàn bộ là cây mới đi về hết. Cây thì mình mới bo rửa anh em. Đây, bo rửa chưa có gọt tha keo, để mình quay xong mình gọt tha keo cho anh em nha. Cái số 1 nha, một cái hai thân rửa đớ này. Đây, mình bo rửa hết lại rồi mà mình chưa có tha keo thôi, quay xong thì mình sẽ gọt tha keo hết nha, đỡ đến tay anh em mà khi anh em nhận cái coi thì nó sẽ hoàn hảo nhất nha, để anh em trồng cho nó ok nha, tỷ lệ sống cho nó cao nha anh em ơi. Cái số 1 nha anh em, cái này hành 30K30 nha, hai thân hành 30K30 đó, một cái khá là hay luôn anh em ơi. Số 1 250 nha, hành 30K30 nha anh em ơi, hai thân đó, rỡ đây toàn bộ rỡ sống hết nha, mình mới bo rỡ đó anh em ha. Coi thì mình mới bo rỡ hết rồi, còn anh em nào mà mua coi nhiều của mình thì sẽ biết coi mình là mình xử lý rất là kỹ luôn. Số 1 250 nha anh em ơi, giá là không bao gồm phí ship nha. Còn anh em nào mua nhiều mua lô thì mình sẽ đỡ giá ok cho anh em nha. Tiếp tục cái số 2 nha. Đây, số 2 cây này hành 28 cao 38 nha. Đây, cây này cũng mốt méo này. Số 2 cũng 250 luôn nha, giá là không bao gồm phí ship anh em, còn rỡ khá là nhiều nè. Cái này trên này sống mà nó bị lỗ bọng vô nè anh em ơi, còn đây là sống hết nha, còn ở đây đẹp 250 luôn nha. Số 2 nha, giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi, anh em lưu ý giúp mình. Đây khá là hay nha anh em. Đây, rỡ thì mình mới bo cắt hết rồi đó, tí nữa mình gọt lại hết cho anh em nha. Cái này thì nó có cái lỗ đây nha anh em, anh em lưu ý giúp mình nha, còn là thân sống hết chứ không có bị chết nha. 250 số 2 luôn nha. Rồi, tiếp tục cái số 3. Đây, cái này lá thì khỏi chơi luôn anh em, con này trên núi lá đẹp lắm đó, một cái cây rỡ nằm dài nha. Đó, cái này hành 32K32 nha anh em, cái này đẹp đó. Mình mới bo rửa chưa có ấy, còn cái cũ này nó nằm dài ra này anh em thấy không? Rất là hay nha. Số 3 nha, một cây khá là hay luôn, hành 32K32 đó, một cây một cũ khá là đẹp luôn anh em ơi. Số 3 340 nha anh em ơi, giá là không bao gồm phí ship nha, gọt hết nha, không bọng lũa gì hết nha anh em ơi. Anh em lưu ý giúp mình không rửa cặp nha. Đó, nó nằm dài theo này. 340 nha, giá là không bao gồm phí ship nha anh em. Cái số 3 nha anh em ơi, cũng khá là hay nha anh em. Anh em lấy mấy cây này về chơi này, có cái cũ nằm dài để anh em sau này anh em làm dỡ kịp đó, với lại có cái chốt này nữa này, lá thì rất là đẹp luôn. Đó, bảo đảm chuẩn hàng cho anh em hết nha. 340 nha, số 3 nha. Tiếp tục số 4, một cây đớ khá là bự luôn đó, cái này hành 33K40 cũ nở đó. Cái này mình chưa có đục cái rỡ cặp anh em, nãy giờ nó do làm quay để giao lưu với anh em á nên là không có thời gian, còn rỡ đây là rỡ con thì mình bo hết rồi, tí nữa mình đục cái rỡ cặp hết lên cho anh em nha. Cái này rất là hay nha anh em. Đó, hành 33K340 33K40 nha anh em, một cái khá là hay luôn. Để mình xây vô đây, mình xây cho anh em coi 33K40 nha, coi đẹp gọt hết nha anh em ơi. Cái số 4 nha, anh em theo cụ đỡ nở này, đỡ rỡ còn khá là nhiều luôn.
Cái này 360 nha anh em ơi. Số 4 360 nha, hình 33 cao 40 nha. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em. Cũ em gọi đỡ nữa này, rất là đẹp luôn nha. Đó, cái đỡ này rất là đẹp luôn anh em ha. Rồi còn khá là nhiều luôn. 360 giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục số 5 nha. Đây. Một cây thì nó hơi khá trụi anh em. Khá trụi một tí. Đó. Nhưng không sao anh em ơi. Đó, rồi. Đó. Số 5 nha. Cái này hành 31, cao 31. Không rửa cặp nha. Cũ mình mới bo rửa lại hết này. Đó, mình chắc mình rút cái coi luôn. Cho anh em luôn. Rồi, coi khá là hay nha anh em. Đó. Hành 31, cao 31 nha. Đó. Coi khá là hay nha anh em ơi. Cái này 270 nha anh em. Số 5 270 nha. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Anh em lưu ý giúp mình nha. Đó. Còn anh em nào mua nhiều mua lô thì mình sẽ đỡ giá ok cho anh em luôn. Số 5 270 nha. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục cây số 6 nha. Một cây bự nha anh em ơi. Rồi. Một cây này hành 45 cao 50 nha. Một cây một mịch lũa thép nha anh em. Để mình đỡ luôn, mình xây hết cái rỡ rỡ cho anh em coi. Đó. Lá thì nó khá là đẹp luôn. Đây. Ở đây còn lá non này, nó khô rồi nè. Đấy. Không rửa cặp nha. Một cây khá là đẹp luôn. Chỉ có điều nó trời da này. Đây nó trời da đây. Với lại cái trên đây nó trời da này. Đây. Đó anh em coi. Một mực thép một mực ấy. Cái này khá là hay nha anh em. Anh em nào mà có trường phái mà cho lũ thép thì cái đớ cũ này múc méo này. Anh em thấy không? Múc méo mà bành khớ nha. Cây số 6 nha anh em. Một cây khá là đẹp luôn. Thôi gọi là siêu phẩm đó anh em ơi. Còn đớ rỡ dưới đây là sống hết. Không có một cái rỡ nào chết hết nha anh em ơi. Đây. Mình xây hết cho anh em coi. Đớ rỡ rất là đẹp luôn. Đớ điều mà cũ hết. Mày chích mình bo hết rồi. Rồi. Hành 45 lần nha anh em ơi. Đó. Ôi coi đớ khá là đẹp luôn. À, đẹp thấy không? Hành 45. Cao 50 nha. Đó. Ok, rất là đẹp nha anh em. Em thấy không? Cái này 520 nha anh em ơi. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em. 520 nha. Đó. Thì gọi là siêu phẩm. Cái đớ đây mà không có rửa cặp nữa mà anh em thấy không? Không rửa cặp này. Đớ rửa con khá là nhiều luôn. Chỉ có điều là nó trời chỗ đây nè anh em ha. Trời chỗ đây. Đó, với lại trời đây. Nó hơi trời cái rỡ thôi. Chứ cái cây này rất là đẹp luôn. 520 nha anh em ơi. Còn rỡ con thì hâu bắt ngát. Anh em thấy rỡ con không? Rỡ con bắt ngát luôn. Rỡ con khỏi bàn luôn. Bộ cây cục đó rất là đẹp luôn. Số 5 nha, 520 nha. Bỏ lộn số 6 nha, 520 nha anh em ơi. Số 6 nha. Đây, tiếp tục cái số 7 nha. Đây, số 7. Anh em trồng dài này. Đó, trồng cái chân này, nó có cái chân này. Số 7 nha. Cái này hình 29 cao 42. Đó, rất là đẹp luôn. Hình 29 cao 42 nha. Đây, mình trồng theo mình lấy cái đường cong của nó nè. Đó, phải gọi là khá là hay nha anh em. Cái này trồng khá là hay này. Đó. Cái này 300 ngàn nha anh em ơi. Hành 29 cao 42. 300 nha. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Cái số 7 nha. Đó. Số 7 nha anh em ơi. Cũ á. Anh em thấy cũ đã. Đây là anh em trồng nguyên nhà này. Đó, nó đến ló cái đường cong này ra. Đây một chút. Một cây nằm rất là duyên luôn. 300 ngàn. Giá là không bao gồm phí ship nha. Số 7. Rồi, tiếp tục số 8 nha. Đấy. Đó. Số 8 nha anh em ơi. Cái này
cao 35 hành 39 nha. Ngồi cũ. Lá thì cũng khôi rồi luôn. Rồi. Coi mình còn mới lỗi không anh em ơi. Đó. Anh em thấy không? Bỏ lại hết rồi. Còn này được cái nó mốt méo nữa nè. Đó, em ha. Hành 39 nha. Hành 39. Coi to anh em ơi, cao 35. Mốt méo. Rửa khá là hay nha anh em. Đây thì mình mở bo rồi, tí nữa mình làm mình xử lý hết cho anh em. Nói lô chung là cái coi tấu tay anh em là cái coi nó hoàn thiện nhất. Để anh em chỉ việc dự ủ và trồng thôi. Đó. Mấy coi rồi ta. 4, 6, 7. Đây đây coi số 8 nha. Đó. Số 8 nha anh em ơi. Hành 39 nha. Cái này cũng 390 luôn. Hành 39 cao 35. Một coi đớ mốt méo mà lá rất là đẹp luôn, lá bầu tròn. Bầu nó ra anh em. Anh em thấy đó, bầu cái xì lá bên nhựa luôn. 390 nha anh em ơi. Số 8 nha. Rồi số 9. Đây. Cái này cũng còn lá này. Số 9 nha anh em. Đó, cái này hành 30 cao 40. Này, coi đây thì mình cũng chưa đục cái rổ cặp. Mình mới bo lại sao thôi. Lá đây. Nói chung là lá đây chuẩn hàng cho anh em hết, không có mà lọt sót một cây nào hết. Cây nào anh em mà ra lá lớn lá bự anh em cứ ý kiến mình đền bù hết nha. Tại coi mình khai thác mình biết chuẩn nguồn gốc hết nha anh em ơi. Cây số 9 nha. Đó. Cây này hành 30. Cao 40 nha. Số 9. Đó. Cái này 340 nha anh em ơi. 340 ha. Giá là không bao gồm phí ship nha. Đó. Số 9 nha. Đó. Có một chọt này nữa. 340. Để mình quay nhanh cho còn nhiều cây quá. Hành 30 cao 40 nha. Đó. Quay nhanh đi. Rồi. Tiếp tục số 10. Đây. Số 10, cái này hành 30 cao 50 nha, ba thân. Đó. Củ lếch léo này. Hành 30 cao 50. Ba thân nha anh em. Đó. Lượng cái có thân lếch lượng này, đớ nở này. Đó. Cao có 50 lận nha anh em, 30 cao 50. Cái số 10 nha. Cái này 370 nha anh em ơi. Giá là không bao gồm phí ship nha. Hành 30 cao 50. Đó thì khỏi bàn luôn. Rồi con khá là nhiều. Đó rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi 11. Đấy. Tiếp tục giờ còn 3 cây tổng cao không anh em à. Đó. Cái này hành 37 cao 45 nha. Tổng cao chân cao. Ở đây cũng 3-4 thân luôn. Đó. Đó, toàn bộ là sống hết nha anh em. Không bọng không lúa luôn. Đó. Hành 37 cao 45. Đó. Bộ cây khá là hay nha anh em ơi. Cái này 370 nha anh em ơi. Hành đó 37 nha. Hành bự hơn cây kia anh em. Hành 37 cao 45, 370 nha. Đó, cây 11 luôn anh em. 2 2 4 6. Cây 11 370 nha. Đó. Coi thì mình rỡ thì ok hết này. Rất là hay, rất là đẹp nha. Rồi. Cây 12. Cây bự anh em. Đó, cây bự mà lúa thép. Cây này hành 44 cao 40. Cây bự lúa thép nha. Đó, anh em thấy lúa thép này. Chạy lụa thép mấy nhánh này là sống hết nha. Đây, lá nó đây. Chuẩn hàng cho anh em hết. Anh em nào mà thích mà dòng đây thì rất là ok nha. Hành 44. Đó. Hành 44 cao 45. Cái khá là hay nha anh em. Đó. Coi đây cái lụa thép anh em à. Đó.
anh em nào ưng thì lấy về chơi. Cái này 380 nha anh em ơi, cái 12 nha, 380 nha. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em à. Hành 44 cao 45 và hành 44 cao 40. À, lũ thép chạy rất là hay luôn, 380 nha. Giá là không bao gồm phí ship. Lá thì khột phải bàn anh em, đó ha. Rồi, cây 13, một cây tông cao anh em à. Đây. Cây này cao 60 nha. Hành 30 cao 60, đỡ rỡ khá là nhiều luôn. Đỡ rỡ phải gọi là bắt ngát luôn. Rồi. Đó, không rỡ cặp. Cây 13 nha. Cao 60, cây này nó được cái nó bận bận rồi này. Đó, nhưng mà nó vẫn sống hết nha. Cái này thân đẹp. Đó. Anh em nào thích thì cho rút rút à. Hành 30 cao 60 nha. Một cây tông cao. Rỡ thì thâu khổ bàn luôn. Rỡ con thì thâu khổ bàn luôn. Cây 13 ha à. Cái này 380 nha anh em. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Tông cao nha à. Rỡ khá là nhiều, 380 giá không bao gồm phí ship nha nè, anh em lưu ý giúp mình. 13 nha. Rồi. Đây 14, hành 34 cao 35 vỏ cao 55. Cái này đẹp gặp không rỡ cặp nha. Đây. Cái khá là hay luôn nha anh em ơi. Đó. Cái 14 nha. Cái này cũng chơi chơi cái nào nữa nè. Đó. Hành 35, hành 34 cao 55. Đó. Cái này cũng 380 luôn. Giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Anh em lưu ý giúp mình. Đó. Tớ rỡ này, bánh khớ này. Cái khá là hay luôn. Rồi cái 15. Đây, một cây tông cao kem lít lượng. Cây này hành 30 cao 70 nha. Mỗi cây tông cao mà nó lít lượng anh em ơi. Đỡ rỡ thì thâu khỏi bàn luôn. Đó, có một cái chốt nhỏ dưới đây nữa này. Tông cao mà lít lượng nha anh em. Ở đây thì nó bứt mất cái da mà nó lên lụa thép này, còn vàng rỡ chân ở dưới thì khô bàn luôn, rất là mạnh. Đó. Cái này hành 30 cao 70 nha. Bộ cây tông cao ha. Cái 15 nha anh em ơi. Đó. Bộ cây khá là đẹp luôn. Cây này 600 ngàn nha anh em. Xấu xị nha. Lách rất là đẹp luôn. Nên mà cây núi mà lách dài hơi tìm không ra đâu anh em. Lâu lâu mới gặp được một cây thôi, còn dàn rỡ dưới thật khỏi bàn luôn, rỡ rất là nhiều luôn, cao 70 nha anh em. Đó. Hành 30 cao 70. Rồi cây 15 nha. Tiếp tục cây 16 nha. Cây cuối cùng một cây bự anh em, hành 41 cao 70. Đó. Hành 41 cao 70 nha. Lũa thép một bên, thân đẹp nha. Đây. Đây, ba thân. Chủ thép mà đớ rất là đẹp luôn. Anh em thấy đứa. Đó. Đớ rất là đẹp luôn. Đớ phải gọi là rất là ok luôn nha anh em. Bỏ vô đây, trời con khá là nhiều. Cái cuối cùng nha. Đó. Cái 16 anh em. Cái cuối cùng cái 16 nha. Hành 41 cao 70. Đẹp anh em. Cái này 700 ngàn nha anh em ơi. Hành 41 cao 70 nha. Mấy cây tông cao giờ đi dắt đi khô lắm anh em. Nó dán thì mình dắt nhanh chứ tông cao toàn dắt đi chui không à. Đó. Rồi, hành 41 cao 70, 700 ngàn nha, cây cuối cùng nhân cây 16 nha. Em coi rửa đó này, rất là đẹp luôn.
rồi đỡ điều cho không có bị khuyết hết nha anh em. Cây cú đỡ nó nằm nè, rất là ok luôn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em mình những clip sau nha. Nhớ là subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Bye bye.